Bữa đó Đức Thầy hóa hình ra một cái cô gái thời trang, môi son má phấn che dù, rồi ăn dọn đi ruốc cao gót rồi ha, rớp rớp vậy á. Bắt trước đi vô cái kêu cô Năm, nói cô Năm đâu rồi. Cái cô Năm lên tiếng, nói có ông cả ở nhà không, tôi vô thăm ông cả một chút. Cô Năm nói cha tôi ngủ ở trong phòng á, muốn thăm vô thăm. Cô Năm cũng trả lời, cô cũng hơi bực mình. Cái cô gái này trẻ tuổi mà cái người đời, mà lại cái chỗ Đức ông mà lại nói chuyện không có vẻ nể nang hết. Kính thưa quý vị và các bạn, thì nay Châu Phú đến nhà của ông Năm để thăm ông Năm vào dịp Tết, thì xin nhờ ông Năm kể về chuyện của Đức Ông Đức Bà quý vị. Mong quý vị xem kênh và ủng hộ Châu Phú nhé. Dạ xin chào. Dạ thưa ông Năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thân ái kính chào toàn thể quý vị từ trong nước tới ngoài nước. Hôm nay tôi cũng xin kể một ít chuyện vui trong cái ngày xuân năm nay. Tôi xin nhắc lại một cái bữa nọ là tôi được cái cô Năm Biên, tức là em của sát Đức Thầy, kể tôi nghe một cái chuyện mà trường hợp của Đức Ông. Một hôm nọ, Đức Ông nghĩa là đang nằm trên võng, bỗng nhiên con chó Xà Mâu nó lại nó bươi kế bên, nó rất là hôi hám. Vì vậy mà Đức Ông mới nói mấy đứa bay đâu rồi, tính chó này cho tao coi. Thì lúc đó đó, Đức Ông thì làm cố vấn cho ông là trước ông Nguyễn Văn Thiệu nữa đó, là ông Ngô Đình Diệm, cho nên uy quyền dữ lắm, lúc nào cũng có sáu thằng đời con nó bảo vệ. Thì mấy thằng đời con nghe nói vậy, cái nó đè nó bắt con chó đi nhận nước. Tới chừng nhận nước chết rồi nó lên báo cáo với Đức Ông, nói nãy ông nói vậy tôi đem chó đi tôi nhận nước rồi. Đức Ông nói ủa hồi nãy mà tao nói vậy cho mấy đứa bay tắm rửa ha, mấy bay dắt chỗ khác đừng cho hôi hám thôi chứ tao đâu có biểu nữa bay giết nó. Nói tại vì con không biết, tưởng đâu ông biểu giết cho nên con lỡ giết rồi đó. Rồi thôi Đức Ông cả cũng bỏ qua. Đến chừng vài hôm sau đó, Đức Ông mới đi xuống nhà ông Ký Giỏi thăm Đức Thầy. Thì vừa gặp mặt Đức Thầy thì Đức Thầy nói ông cả sớm chiều ông đã cúng lại hai thời, ông nguyện là cải hối ăn năn làm lành đánh dữ, quy y theo mấy ngài tu hiền theo Phật đạo, mà tại sao ông giết mạng người ta? Cái thì Đức Ông nói ủa tôi đâu có giết ai đâu thầy Tư. Đức Ông nói ông chối hả? Bữa đó ông nằm giống rồi con chó Xà Mâu nó lại nó quào nó hôi hám ông biểu tụi bay tính chó này cho tao, thì mấy người đời con ông nó đem nó nhận nước. Ông nói cái đó tôi vô tình, và hơn nữa đó là nó là con chó chứ đâu phải mạng người, mà ông cả mà thầy Tư nói tôi giết mạng người. Đức Thầy nói á, mặc dù nó mang lông đội sừng, nó cũng có cái tánh linh, nó cũng có cái tánh người như mình vậy, thì nó cũng là mạng người. Bây giờ lỡ rồi không lẽ làm sao, thôi bây giờ kể từ đây ông cả về ông cả phải ăn trơ nằm đất rồi cầu nguyện cho nó 2 tháng mai ra có bớt tội cùng chăng đó. Kính thưa quý vị, nhân cái chuyện này chúng ta nên lưu ý là tại sao vậy, là vì bực ông cả là cái bậc phước đức lớn mới làm được thân sinh Đức Thầy, mà chỉ giết có một con chó thôi mà ông vô tình sai mấy lính mà nó giết chứ không phải ông muốn giết nữa đó, mà phải phạm cái tội sát sanh, phải bị cái quả báo. Cho nên Đức Thầy kêu phải về ăn chay nằm đất 2 tháng để cầu nguyện cho con chó, mai ra có bớt tội cùng chăng đó. Giết cái mạng con chó như vậy đó mà cầu nguyện 2 tháng coi có bớt tội cùng chăng.
thì thử hỏi vậy, như mình nếu mình không ăn chay trường được, suốt đời mình ăn mặn thì cái bao tử mình hơn cái nghĩa trang đó. Phải không? Cái nghĩa trang cái miếng đất lớn nhưng mà chôn cái nó trán một lỗ. Mà chôn trán lỗ nữa thời gian cái nó lầy không chỗ chôn. Còn cái bao tử mình chết chôn vô hoài, không biết bao nhiêu cái con vật mà vẫn chôn được hoài, như vậy là nó hơn cái nghĩa trang. Mà như vậy có thôi đâu. Mình ăn mặn thì con cháu mình nó lên án, nó cha tôi ăn mặn à, ông nội tôi ăn mặn à, phải cúng mặn. Đó, mình chết mấy chục năm sau con cháu mình cũng còn giết mặn người ta cúng hoài nữa. Thì hỏi gì chứ, cái tội lỗi mình biết bao lâu. Vì vậy mà nếu mà muốn tránh khỏi tội lỗi về sau, muốn khỏi bị đọa tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì chúng ta phải nên ăn chay trường và quyết chí tu hành để thoát khỏi cái nghiệp ác này, thì mới mong tiến đến địa vị Phật tiên thần thánh, mới mong được sống còn dự hội Long Hoa, và mới mong kiến diện chân sư tu hành mang đắc quả. À, kính thưa quý vị, với cái đề tài trên câu chuyện của Đức Ông, tôi trình bày đến đây cũng tạm ngưng, nhưng mà nói thêm chút nữa là vì Đức Thầy có dặn Đức Ông đó, chỉ làm cái ông từ đốc hương chùa Kim Sơn thôi, chứ đừng có đi làm cái gì hết. Trái lại Đức Ông làm cố vấn cho ông Ngô Đình Diệm. Đó, Đức Ông quảng hồn mới từ chức không làm nữa. Thì thời gian không bao lâu Ngô Đình Diệm bị đảo chánh. Phải, nếu Đức Ông không từ chức thì Ngô Đình Diệm bị đảo chánh có liên hệ đến Đức Ông, mà liên hệ đến cái đoàn thể Phật giáo Hòa Hảo nữa. Thành ra nhờ Đức Thầy độ Đức Ông như vậy cho nên qua khỏi cái nạn tai đó, cái điều đó rất là tuyệt vời. Kính thưa quý vị, câu chuyện đến đây đã kết thúc. Thần ái kính chào quý vị. Còn kể câu chuyện Đức Ông quýnh mấy ngoài đi. Dạ. Đúng rồi, câu mấy ngoài nãy đó. Thành ra hồi xưa á, khi Đức Thầy trước khi vắng mặt đó, thì Đức Thầy có nói cái bữa đó có cô Năm có chứng kiến đó. Đức Thầy nói ông cả, sau này tôi đi thời gian vắng mặt hơi lâu tôi mới về thăm ông cả, mà tôi về còn bị ông cả đánh đòn nữa. Đức Thầy nói vậy đó, cái Đức Thầy vắng mặt cái thời gian mấy chục năm. Bữa đó Đức Thầy hóa hình ra một cái cô gái thời trang, môi son má phấn che dù, rồi ăn dọn đi ruốc cao gót rồi ha, rớp rớp vậy á. Bắt trước đi vô cái kêu cô Năm, nói cô Năm đâu rồi, cái cô Năm lên tiếng nói có ông cả ở nhà không, tôi vô thăm ông cả một chút. Cô Năm nói cha tôi ngủ ở trong phòng á, muốn thăm vô thăm. Cô Năm có trả lời, cô cũng hơi bực mình, cái cô gái này trẻ tuổi mà cái người đời, mà lại cái chỗ Đức Ông mà lại nói chuyện không có vẻ nể nang gì hết á. Cái cô mới lưu ý, cô dòm theo cái cô này vô tới trong phòng của Đức Ông đừng ngủ trưa. Cô mới nắm cái chân Đức Ông, cô giật hai ba cái Đức Ông ngồi dậy. Lúc mà lương ngủ mà ngồi dậy mất giấc ngủ quạo rồi. Cái Đức Thầy nói bữa nay tôi về thăm ông cả, cái ngồi dậy tôi nói chuyện chút. Cái ông cả nói tôi đương ngủ mà làm tôi giật mình mất giấc ngủ, cúi cho tôi đánh, rồi nói gì nói. Cái ông cả rút cây roi trên rách xuống thì cái cô gái đó cũng nằm trên giạc trộn quanh mấy rồi. Xong rồi cái cổ mới ngồi dị. Cổ nói thôi tôi thăm ông cả xong rồi thôi tôi kiếu. Cái cổ ra đi. Cái cô Năm á, cổ dòm cổ chú ý, cổ nhớ lại cổ giật mình rồi. Cổ nói tía tía, hồi đó anh Tư nói rằng về thăm ông cả là còn bị ông cả đánh, coi chừng ông cả sộ rồi đó nghe tía, coi chừng tía sộ rồi đó nghe tía. Cái ông cả quảng hồn rồi, chạy ra ông kiếm, dòm đâu cũng thấy, sai mấy thằng lính đi ra tuốt ngoài lộ kiếm coi, thì cũng không thấy. Đức Thầy biến đâu mất tiêu. Chừng đó ông cả ông mới ân hận. Ông mới quảng hồn ông rồi. Vì vậy mà ông mới xuống, ông mới từ giả ông Ngô Đình Diệm luôn, ông không làm mới là cái chức cho ông Ngô Đình Diệm nữa, không làm cố vấn nữa. Vì vậy mà sau Ngô Đình Diệm đảo chánh,
bị đảo chánh, cho nên khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được bình yên và không có liên hệ gì tới cái đạo Đức Thầy hết. Và ông cả cũng được bình yên. Đó là Đức Thầy mặc dù vắng mặt mà lo xa cho Đức ông để bảo vệ đàn thể được yên ổn luôn. Cái chuyện Đức Thầy hết sức là tuyệt vời như vậy. Câu chuyện tôi kể đến đây cũng kết thúc. Thân ái kính chào toàn thể quý vị. Con thay mặt mọi người chân thành cảm ơn ông Năm rất nhiều. Chúc ông Năm có thật nhiều sức khỏe để kể những cái câu chuyện hay để cho mọi người xem. Con chân thành cảm ơn. Con chào ông Năm.